Chạy mơ luôn chị, tại cũng chạy anh em mình cũng chạy ham môn rồi nè, thấy đồng nghiệp anh vô nó mừng quá à. Ủa không có chạy mưa hả? Không có chạy mưa, mưa từ sáng giờ nên quải quá phê luôn hả? Mà sáng giờ có chạy được nhiều không mưa à? Mưa là thấy lạnh quá là vô chơi game luôn hả? Mưa chạy được nhưng mà nhiều khi đụng mấy hàng cộng cành này kia chở được cực lắm, ước hàng hư đền nó mất công nữa. Thì đó mình chở nó, anh tính ra là nó không có được mấy ngàn chứ mấy anh. Nâng giá lên giá được không nhiều mà bây giờ nhỏ hư đòn cái đền mất công nữa. Mất công đo đổi cho mình là hư đòn này kia nữa. Cũng có trang bị chống nước luôn hả? Trang bị cái túi chống nước à, hay hay. Không chạy mưa nhưng mà cũng trang bị cái túi chống nước đầy đủ ha. Do mấy bữa trước bào quá rồi, bữa nay là quải rồi nên chạy không nổi nữa ha. Xe cũng hư rồi. Hồi nãy nãy nên lúc mà chạy mưa ngập quá thôi, giờ nó chết máy rồi hả? Trời ơi. Giờ đang đợi sửa xe rồi sẵn vô ngủ pha luôn, đợi luôn không? Chạy cuốn buổi chín mà qua đây chạy luôn hả? Qua đây quận tư này chạy luôn, đi khắp nơi mà. Anh chạy cũng chạy ham mưu rồi nè. Anh chạy hồi cuối năm 2010 mấy ta? Hình như cuối năm 2019 hay gì á. Đúng rồi, đâu có là cuối 2019 á. Sợ nhất là giờ chạy mưa sợ nhất là ngập, chứ mưa giờ thì mình ráng chạy cũng được. Sợ nó ngập á, nó hư xe mình mới công mà nó chết máy nữa. Đúng rồi. Mà nhiều khi mưa cái tiền sửa xe bồ quá nữa ha. Nhiều khi mà... có mấy cái loại mà xe mà dạng như xe stir đó, cái bộ đó nó vẫn lên thì không sợ ngập. Đó là đó không sợ mấy chiếc quay rim này kia cũng dễ bị lắm á. Đi đường trời
nước là thấy nước không à, đâu thấy ông gà đâu. Trời ơi trời. Mà chiếc xe quen cũng phải xe mà miếng chạy. À trời. Bạn tính chạy chứ mà, bạn nó kêu thôi thì đợi tao qua đi uống cà phê tí về luôn. Rồi, khỏi khỏi chạy luôn. Nhưng mà mưa mưa chứ ra số ban ngày nó có nhiều đơn rồi chứ tối cũng không có đơn mấy đâu. Đó không có đơn ít ít hơn ban ngày thôi mà cũng có. À. Em đi đâu kìa. Mới đi Bình Dương về đúng không? À. Em vừa chạy xe mới tới Phú Sơn Đông mà. À. Đi lúc em cái đơn thủ vào một nữa. Trời ơi. Dữ vậy. Bữa là đi đó là đi tới Bình Dương à. Rồi đi về lại à. Từ Sơn Đông hết rồi em vừa tới Sơn Đông nó nhận một cái đơn 140 mấy ngàn thì phủ được một xa hơn nữa. Trời ơi vừa mới đi với xe miền Đông xong rồi phủ được một luôn hả? Thôi sẵn ốc luôn à, đúng rồi đúng rồi sợ là lỡ đi xa luôn đi hai mua luôn à. Đi một chiều sợ mà. Sợ nó đi chiều không có cuốc về mà đi đi phía không à. Dạ. Đi Bình Dương đi có cuốc về à. Đúng rồi. Mấy bữa nay mưa có chạy em hay là mưa đa số cà phê? Mưa nếu mà mấy ngày toàn là mưa không mình phải lo chạy chứ nó không chạy đâu có tiền đâu. Mưa cũng phải đáng chạy. Mưa nó sao với anh chứ. Đúng rồi đúng rồi, mưa mà mưa nhỏ thì vẫn chạy nhưng mà mưa dạng lớn quá thì mình không mưa. Đúng rồi. Em trên xe mà hai cả luôn. À. Áo mưa là một cái là che hồn chạy nó là à. Để mặt. Giờ là mưa nhỏ vẫn chạy bao nhiêu khi mà mưa lớn quá chạy không nổi mình mới không chạy thôi. Như mưa hồi sáng mưa. Đúng rồi, mưa hồi sáng mưa dầm mưa dài mà mưa ngập hết là sao mà đi. Đúng rồi đang live stream cái cảnh mà chạy nè cho anh em biết đó chạy à. Hả anh đang làm vlog về cái con bê chạy ham mưu á cái kênh kênh anh nào ta cái quỷ à bữa anh có quay cái anh ở trời mưa luôn á chạy mưa à, quay cái vụ mà cái quỷ mà anh bày tỏ ý kiến của anh á à đúng rồi tại anh làm về vlog về hai cuộc sống với anh em chạy ham mưu đó để đúng rồi à 1.3 đúng rồi à đúng rồi mờ sáng là thua luôn à sợ nhất là ngập mà không đi giao được nữa rồi trễ giờ của ta là hư hàng nó nhiều cũng chuyện xảy ra đó nhiều người biết tôi nói nhiều người á thường á là xe tốc là 4-5 phút à từ trễ đơn đúng không đúng rồi trời đúng rồi sợ nhất là trời mưa mà qua mấy khu mà bên quận 7 hay là mấy khu mà bên chỗ Bình Thạnh này kia hay ngập lắm sợ nhất là qua đó nhiều khi mấy cái đơn mà mưa mà nổ mấy cái đơn chua là vô mấy khu ngập á sợ nhất á nó hay nổ vô mấy khu ngập lắm nhiều khi tài xế né khu cái né lên đó là chúng mình đúng rồi
em có coi cái nhóm mà cái gì Ahamo, những điều mà anh em quên, những điều mà Ahamo chưa làm được hả? Em có trong nhóm đó không? Nhóm mà Ahamo, những cái vấn đề mà Ahamo chưa làm được á, có trong nhóm đó không? Những cái vấn đề mà Ahamo chưa làm được ở trong mấy nhóm mà Facebook đó có gì ở trong đó không? À, chắc em trong nhóm Ahamo Sài Gòn mới biết cái clip đó. Đúng rồi, tại bữa anh em có chia sẻ cho Ahamo Sài Gòn á, chia sẻ. À đúng rồi, tại anh hay không quay mà clip về cuộc sống mấy anh em chạy mà xe công nghệ á. À hay uống ở đây hả? Ở đây uống chứ bình dân mà, ở đây giá phải chăng. Đúng rồi. Ở đây giá bình dân tài xế uống được. Có máy lạnh ngồi cũng đỡ, không gian cũng được. Ủa em vô này lâu chưa? Vô này nè. À. Hả? Thường ngày em chạy 8 tiếng, thường một ngày thời gian của em á hơn luôn hả? À. Chạy này phải 8-10 tiếng mới có ăn chứ gì ít. À. Trước chạy thì sáng kiểu khó chạy sớm một xíu là đã xe xong rồi, cứ lượng nếu mà xe này là 100.000-150.000 cái. Đúng rồi, mình canh mấy cái điểm mà nó hay có mấy cái điểm mà bến xe rồi cái nó hay nổ lắm. Đúng rồi, đúng rồi, cố gắng tìm cái đường mà về lại bến xe là mình bắt đầu mình được những cú mới không? Đúng rồi nhưng mà nó hơi phiền phức là vô bến xe phải tốn tiền chành là kia thôi ha. À đúng rồi, người ta trả đúng rồi, nhưng mà tốn mấy con mình vô bến xe này kia lâu cũng quen rồi, đúng không? Nó hơi mất công chút rồi là phải vô bến xe thôi, tìm bến xe thôi. Nhưng mà có nhiều người ngại vô bến xe lắm á, phải sợ là vô là phải mất công là vô gửi xe và vô phải tốn tiền, không phải vô là phải vô đóng tiền cái xong rồi vô tìm cái xe nó lâu lắc á, nhiều người sợ vậy á. Đúng rồi, hỏi là tao chỉ tới liền ha. Dễ rồi. Đúng rồi. À, 6 bây giờ là về rồi hả? 6 bây giờ là cũng vãn đơn rồi, cũng ít rồi. Buổi chiều là hình như là tài xế bắt đầu về bớt rồi sao thấy nhiều đơn á. Càng, anh nghĩ là càng xe nó hay tụ đơn, nó hay tích đơn lại á, kiểu như là do cái càng xe quá tài xế đi chậm á, rồi đơn nó dồn ứ lại á, nên nó nhiều đơn, anh nghĩ vậy á. Cái thời gian chiều nó nhiều đơn là dưới đây đó. Một phần là tài xế mình, một phần là về bớt rồi, hai là nó ứ đơn lại do là nó kẹt xe rồi đi chậm quá đó, tài xế đi chậm quá đó. Trời cảm ơn em nhiều nha. Quấn xíu. Sao? À đúng rồi, anh làm vlog về cuộc sống của anh em chạy công nghệ, xe công nghệ.
Hả? Bây giờ nó mẹ không cho em vô. Vô gì em? Bây giờ lên